Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Hôm nay em tiếp tục lên cho các bác các mẫu cần tầm trung. Đấy, hàng có độ cứng từ CX cho đến DX, 3 khúc rút. Giá này vừa tiền, dưới 5 triệu các bác, dưới 5 triệu nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Cái hàng này thì các bác nào vừa tiền, thích nhẹ nhàng, chơi ok. Cái tầm khoảng 50 mét đổ lại. 50 mét đổ lại tùy mực nước, có tùy mực nước. Đấy, cũng có con đánh được khoảng tầm 70 mét. Đấy, 70 mét, 80 mét. Đấy. Nhưng nó ít, số lượng nó ít, nó chỉ có vài mẫu mà thực sự là những mẫu đấy thì đa phần sẽ là hàng mới các bạn. Nó có độ cứng cao đấy. Còn hàng bãi, hàng nước chủ yếu là độ cứng CX và DX thôi. Thì anh em cứ đánh khoảng tầm 50 mét đổ lại là hợp lý. Đây này, các con này đánh xa được này. Con đầu tiên là Daiwa Sub Phantom 33425 nhá. Độ cứng BX 3 khúc. Con này anh em có thể đánh tầm độ 70 m, 80 m đổ lại. Đấy. Thì độ cứng B 3 khúc mà hàng bình dân, vừa tiền. Đập hộp giá 4 triệu rưỡi luôn nhá. Con này sản xuất tại nhà máy Daiwa đặt ở Việt Nam nhá. Đấy, tím ánh xanh. 3 khúc, hàng mới nguyên hộp luôn. Con này áp dụng các công nghệ như là X45 HVF và trang bị một dàn khoen Fujika. Đấy. Thông số kỹ thuật đây. Tiếp theo đến này, một cây thứ hai là cây Daiwa Powercat 30425G nhá. Đấy, con này sản xuất tại Manning Korea này. Đấy, sản xuất tại Hàn. Còn nhà máy Daiwa ở Hàn Quốc. Con này giá 3,8 triệu nhá. 3,8 triệu 425, màu trắng bạc. Đấy. Khoen đề ba to nhất là khoen gập này. Đấy. Còn lại là dàn khoen ba chân, 5 khoen nhé. Một alo này. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo em, hình thức còn khá là đẹp. Cần còn khá đẹp luôn. Đấy, cần màu trắng mà nó sức nhiều phát, các bác nhìn thấy ngay mà. Vì nó càng trắng thì càng lộ. Đấy. Đấy, các bác nào có nhu cầu alo em nhé, giá 3,8 triệu. Độ cứng CX 3 khúc, tương đương với lại BX rút 425. Còn bên này em có cây Olympic nhá. Con này là con Instructor Cutting 34m, độ cứng CX dài 4m. Đấy, carbon xoắn toàn thân luôn anh em này, xoắn tít lử luôn. Đây, phần gốc nó cho các bác nhìn biết là carbon này. Dòng này khá là ok đấy, khá là cao đây này. Thì nó có nhìn cái lớp carbon nó khác bọt hẳn đây anh em này. Đấy, tùy từng mẫu nhá, cùng là tầm trung nhưng có những mẫu rất ok, có những mẫu thì nó gọi hên xui, gọi hên xui. Bọn em đây cũng có phải là hàng tất cả bọn em lấy về là nó giống nhau đâu. Có mẫu thì cực kỳ ok luôn. Nhưng mà có những mẫu thì nó cũng là tầm trung. Nhưng mà nó không đạt được các tiêu chí mong muốn của bọn em. Mà thứ hai là chơi với hàng tầm trung này thì nó không phải là phân khúc cao. Đấy. Thế nên anh em đánh làm sao đánh đồ nó vừa phải thôi, đừng quá tải nhé, quá tải và đừng quá sức nhé. Đấy, con này dành cho các bác đánh nó vừa vừa nhẹ nhàng thôi, 50 mét đổ lại mà đánh nhẹ nhàng thôi. Anh em cố gắng là sử dụng sao cho hợp lý, tránh nó gãy hỏng hóc, nó không có đồ thay được em thật bác. Tất cả hàng chính hãng kể cả hàng mới kia đồ thay còn không có, chứ đừng nói đến hàng lướt, hàng bãi. Hàng 30-40 triệu anh em muốn có đồ thay còn khớt khẩn khượt cho chứ nè. Chơi chính hãng thì phải chấp nhận, các bác phải lên nhớ thế. Không thì các bác chơi cần tàu. Cần tàu thì đương nhiên nó chả có công nghệ gì cả. Đồ thì thay dễ. Vì nó sản xuất nó cần công nghệ gì đâu. Đấy, cứ in và dập cho các bác đấy là xong. Các cụ bảo rẻ nhưng không ngon. Nói thật các bác thế. Nguyên tắc là như vậy. Rẻ nhưng không ngon. Mỗi tội là thay dễ thôi, chứ còn ngon nên thẳng như chẳng giờ ngon được như với lại hàng của hãng thương hiệu cả. Nó thật các bác thế. Tiếp tục là đến với một cây Shimano Arocat 425DX, còn rất là đẹp luôn nhá, còn rất đẹp luôn. Đầy đủ bao, hộp, túi. Giá là 3,9 triệu nhá. Đấy, anh em nào đánh dù nhẹ nhàng tầm độ 50 mét đổ lại những con này chơi ok, không phải lăn tăn. Đấy. Còn những bác bạo lực thì đương nhiên những dòng này không thể nào chơi được. Bạo lực quá thì chơi những dòng này thì rất là hại cần.
hai giật nó không có cảm giác, nó thật các bác thế. Mà đánh lại đòi đánh xa nữa thì những con này mà các bác kéo lên độ 70-80 mét thì các bác phải xét đồ rất nhỏ, không thể nào đồ to được, vì nó giật lên thì kéo còn vảy chả có mà ăn ấy. Những con này các bác mà đánh bềnh bán bềnh thì 70 mét vẫn chơi bình thường, nói thật các bác thế. Nhưng nếu mà để đánh tì 70 mét mà đồ to thì không chơi được. Nói chung là còn phụ thuộc vào các bác xét đồ, chứ không phải là các bác thích đánh thế nào cũng được, thật các bác thế. Nguyên tắc của em là cứ cần cứng thì đánh xa bờ, cần độ cứng vừa phải đánh tầm trung, còn mềm hẳn thì đánh gọi đầu cần tầm 20 mét đổ lại đấy. Còn như những con này thì anh em có thể đánh được tầm độ 50 mét đổ lại đấy, và tùy mức nước nữa, tùy đồ các bác xét nhé, thế cho nó dễ. Tiếp tục ở đây em có một cây Aroka tiếp, nhưng con này là DX405 thôi, DX405. Cây này cũng còn khá là đẹp. Đấy, khá là đẹp, nhờ các nhìn này. Nó ít xước là đẹp có gì đâu. Đấy. Nhiều bác trêu vào xước răm nó to to bằng cái bút bi. Em là xước răm mà to một cái bút bi thì nó gọi lấy dao cạo chứ, hoặc là lấy dao gọt chứ không ai gọi là xước răm cả. Thế nào là xước răm và thế nào là xước to. Đấy. Đấy. Con này là Arocat 405DX nhá. Giá cái này là 3,5 triệu, hình thức còn khá đẹp. Đấy, 3,5 triệu. Đấy. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì alo em nhé. Tất cả đều hàng Nhật. Dòng Arocat này là nội địa nhá. Arocat này. Con này con Ryobi cũng nội địa này. Arocat 425D nội địa này. Đấy. Còn Arocat 405DX này cũng nội địa nhá. Còn tiếp đến em có cây Arocat 405CX cũng nội địa. Cây này thì nó xước răm này anh em nhỉ, xước răm này. Con này xước răm dày chứ không phải xước răm to, anh em hiểu đây. Xước nhỏ thôi nhưng nó xước khá nhiều. Do người Nhật sử dụng thôi. Cái này chẳng phải người Việt Nam nó mua bên Nhật mà. Nhưng người Nhật sử dụng. Người ta dùng, người ta không giữ thì nó xước nhiều. Còn ông nào người ta giữ cần cũng như người Việt Nam mình thôi, ông nào dùng cẩn thận giữ cần thì rất ít xước, thậm chí còn gần như không nhìn thấy vết xước. Đấy. Còn ông nào dùng phá thì em nói thật, đưa tay cho các bác ấy, những con cần 98-99% sau chưa đến một năm mà nó tã xuống, em nhìn em đánh giá chỉ còn được khoảng 92-92%. Đấy, và tùy từng tay người chơi. Đấy, như con này là mấy ông Nhật công không giữ này. Đấy, nó sức giảm này nhỉ, sức giảm dày luôn, nên giá nó cũng êm luôn, cái gì nó cũng có giá của nó mà. Đây, con này giá cũng chỉ có 3,5 triệu, giống con đế kìa. Đấy, con đế kia đẹp kia mà 3,5 triệu, con CX này đang cứng hơn thì giá nó phải cao hơn. Đấy, nhưng giá nó cũng chỉ bằng con đế kìa. Giá 3,5 triệu này cũng trang bị khoen đề ba là khoen gập này, đấy. Các khoen còn lại là khoen ba chân này, cũng hàng nội địa luôn nhé. Tiếp tục bên này thì em có cây Daiwa Zepot 27420CX nhé, 27420CX, giá 3,2 triệu nhé, hình thức còn khá ok. Đấy, có xước anh em. Hàng lướt, hàng bãi mà nếu mà hàng đẹp long lanh hoặc trưng bày thì không nói, chứ còn hàng đã qua dụng chắc chắn là sẽ có xước ít hay nhiều đâu các bạn. Đấy. Trang bị con này thì hai khoen đề ba là đều nó khoen gập hết. Đấy. Đấy. Khoen to nhất là đều khoen gập, còn lại khoen ba chân nhé. Độ cứng thì thông thường, độ cứng 27. Đấy. Là DX, nhưng tuy nhiên trên dòng Zpot này 27420 nó tương đương với CX, các nhỉ? Là tương đương CX. Đấy. Cái này do hãng thôi chứ không phải tự mình vẽ ra được. Đấy. Do hãng quy định thôi. Đối với dòng này thì 27420 thì nó là tương đương với CX. Đấy. Đấy, anh em nhìn thấy có chữ CX cuối cùng rồi này. Đấy, đáng lẽ nếu bỏ chữ CX này đi thì chúng ta sẽ tính nó là DX, nhưng 27420 hãng kỳ một phát vào đây CX luôn. Đấy, anh em biết này. Đấy. Thì là do hãng tính tiêu chuẩn của cây này tương đương với CX nên tính nó là CX. Con này thì sản xuất tại nhà máy Taiwan, Đài Loan. Đấy.
tất cả các hãng của Shimano Daiwa, nó chỉ có một vài mẫu là sản xuất tại nội địa thôi các anh nhé. Đấy, chứ không phải mẫu nào cũng sản xuất tại nội địa đâu. Nhiều mẫu cao cấp nhưng mà sản xuất ở nước thứ hai. Đấy, ví dụ như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, chứ không phải Việt Nam. Chứ không phải mẫu nào cũng sản xuất tại nội địa đâu. Và đều là hàng chính hãng hết, đều của hãng hết. Xong nó đều quay về Nhật mà. Đấy. Mẫu nào thị trường châu Á thì người ta sẽ xuất sang các nước ở châu Á, quay tại Nhật nhưng không được bán tại Nhật mà đa phần sẽ bán tại các thị trường châu Á. Đấy, cũng có thể bán tại Nhật nhưng số lượng cực nhỏ. Còn những mẫu nào mà nội địa thì chỉ bán tại nội địa thôi các anh, không bán ra thị trường nước ngoài. Đấy, thì bác phải hiểu như thế. Vì hãng nó phân ra các thị trường nó có lý do cả. Hoặc bản châu Âu, tại sao các bác thấy các bác ở bên Nhật là bản châu Âu đấy, nó ít, cũng giống như bản nội địa, vì nó bán sang thị trường châu Âu hết, mà bán thị trường nội địa rất nhỏ giọt. Đấy, thế nên ở bên ấy cũng có bản châu Âu nhưng rất ít, chứ không phải nhiều. Mà đa phần hàng sang bên châu Âu thì anh em sang bên đấy mua toàn hàng mới, thì cũng mua được hàng bãi bên châu Âu về đâu. Mà trong khi cái bản xuất châu Âu của các hãng như Daiwa, Shimano đẩy, thế nhưng mà có thấy ông nào nhập được hàng thì châu Âu đem về đâu, trừ hàng mới tập hộp. Còn tiếp theo này em có cây Daiwa tiếp theo nha. Cây này là cây Sucater, Sucater 34m của Daiwa nhé. 34m này, hình thức còn khá đẹp luôn. Hình thức còn khá đẹp. Con này giá 3 triệu 7 nhé. 3 triệu 7. Con này khoen, hai khoen to nhất đều là khoen gập. Đều là khoen gập. Còn lại nó khoen ba chân này. Đấy, xoắn toàn thân này anh em nhỉ. Sucater, Daiwa Sucater 34m nhé. Còn hàng thì các bác nên nhớ là em bảo hành cho bác đến lúc tận tay các bác nhận kiểm tra nhé. Tay các bác nhận kiểm tra mới hết trách nhiệm. Còn khi các bác đem câu mà nó gãy hay vấn đề gì đấy thì chúng em không chịu trách nhiệm được. Thật các bác thế. Và tất cả các bên bán hàng tại Việt Nam đấy thôi. Hiện nay chỉ có một vài bên bảo hành, nhưng đa phần bảo hành hàng tàu. Hàng tàu vậy. Còn hàng chính hãng thì ở Việt Nam có vài ông ghi bảo hành, nhưng các bác phải hiểu họ bảo hành cái gì mới là quan trọng. Còn cái phiếu bảo hành em kê cho đơn giản lắm. Bảo hành lỗi của nhà sản xuất. Đấy. Còn không bảo hành lỗi của người sử dụng. Thế nên các bác có gãy thì xin phép các bác. Đấy là phép các bác, là các bác câu làm gãy, chứ còn lỗi của nhà sản xuất không có, người ta cũng sẽ không bảo hành cho bác lỗi đấy. Đấy nên các bác phải hiểu cái vấn đề đấy. Ngay như hàng mới này nhá. Trừ lỗi của nhà sản xuất thì bọn em còn đổi trả được nhá. Đổi trả để cho các bác được, nhưng lỗi của người sử dụng thì xin lỗi các bác nhé. Mất tiền. Mà mất tiền cũng không có mà đồ mà thay. Đây, ví dụ con này hạn bây giờ mà gãy ngọn ấy, em đặt ngọn của hãng mỏi mắt ra mới được một hai cái, mà trước cái dòng này em làm độc quyền nhé. Đây, cái dòng này em làm độc quyền này. Còn khó khăn như vậy thì các bác nên nhớ là không làm độc quyền thì nó sẽ như thế nào. Đấy, và thời gian thì đặt được của hãng thì em nói với bác này, cũng mòn đít luôn. Đấy. Trước em có một vài cái ngọn đặt được của hãng đem về để sửa cho anh em, ví dụ như là Daiwa VV Sup này, Phantom này, hay là Pride Sup chữ đỏ này. Đấy. Thì nói thật các bác, đặt hàng năm trời mới được có 1, 2, thậm chí nhiều lắm mới được 5 cái ngọn về cho các bác. Chứ không phải là em thích lấy bao nhiêu thì được đâu, mà chờ mòn mắt ra mới được. Có nhiều bác gãy ngọn, em phải đặt đúng mất phải 1.5 năm mới có ngọn cho bác ấy thay. Các bác hiểu thế. Chứ còn nếu đơn giản như thế thì các bên khác nhập về đẩy. Nó nhường tàu ấy, thích đặt bao nhiêu thì mày làm hết cho tao bấy nhiêu đi thì đơn giản. Thì cái phụ kiện mà thay thế cho những dòng cần như thế này, kể cả cần bãi này, thiếu đếch gì đâu, em nói thật đấy. Nói thẳng các bác quan điểm nó rõ ràng như ban đầu đấy, chứ không đến lúc nhiều bác thắc mắc. Đấy. Trong nhiều bác chơi cần tay thế đòi bảo hành. Bảo hành đây toàn mà công với làm bảo hành hết thôi. Và đặc biệt là cần tay đa phần bán hàng tàu thôi. Chứ còn nếu hàng Daiwa Shimano thì trừ hàng cao cấp ra thì may ra bọn em kiếm được đồ thay. Còn hàng tầm trung trung ấy, em đặt hãng nó còn không cho một cái ngọn nào cả, không cho một khúc nào cả. Các bác phải hiểu thế. Đấy, chứ không phải là các bác thích bảo mẹ công đặt được. Kể cả những ông buôn hàng lớn nhất Việt Nam hiện nay cũng không mạnh miệng được là tôi đặt được cái này của hãng, đặt cái này của kia của hãng. Đặt cái hàng nguyên bản này còn nhỏ giọt như là cà phê ấy, thì lấy đâu ra hàng phụ kiện có mà thay. Đấy, các bác phải hiểu như thế nó dễ. Còn đây em tiếp tục, em có cây Daiwa Sucater 30454 nha, đã hạ pad.
Cây này dành các bác nào thích đánh đầu cần này, nhẹ nhàng này, tầm độ 20-25 mét đổ lại này. Đấy, khoen đề ba to nhất này đã được thay bằng khoen cực dẫn thoáng này anh em nhé. Còn lại là khoen ba chân này. Giá cái này 1,5 triệu. 1,5 triệu. Anh em mà thích nhẹ nhàng thì con này không phải nghĩ, không phải lăn tăn, cực nhẹ luôn và thu rất gọn luôn. Con này thu lại có 1m 20 đến 22 à đến 25, 1m 20 đến xem nào. Có đến 25 không? 1m 20 1 1m 25 một đốt. Một đốt. Cực nhẹ luôn, cầm nhẹ bẫng luôn. Đã tháo pad nhé, đã xuống pad đây anh em nhỉ. Đã xuống pad. Đấy. Giá 1,5 triệu. Hàng chính hãng của Daiwa đây. Hàng chính hãng Daiwa nhé. Đây. Supercutter 30454 Daiwa này. Đấy, em chia sẻ với tôi vừa giới thiệu hàng cho bác, vừa chia sẻ cho bác nắm được nhanh. Chứ không nhiều bác cứ thắc mắc khó lắm. Chứ nói cái gì nói trước nó đỡ mất lòng nhau. Anh em nó phải dễ. Thứ hai nếu mà các bác nói thật đấy, em mà kiếm được cho bác em kiếm luôn. Không phải năn tăn nhiều, nhiều bác cũng bị gãy em kiếm ngọn cho rất khó luôn. Kiếm hàng mấy năm còn chẳng tìm thấy cái ngọn nào nó vừa. Đây. Còn cây tiếp theo là cây Daiwa VG Sup nhá, VG Sup. Hàng này ngày xưa em làm độc quyền này. Đấy, các bạn nên nhớ là mẫu này em làm đầu tiên tại Việt Nam nhé. Đầu tiên tại Việt Nam. Đấy, làm độc quyền luôn. Mẫu này thì là độ cứng BX33425 nhé. Và hiện tại phân khúc từ 3 triệu rưỡi đổ lại thì nó là vô địch trong cái phân khúc tầm trung rồi. Không có con nào vượt qua chữ đen chữ đỏ gọi nó bằng cụ. Nói thật các bác thấy cho nhanh. Đen đỏ không có tuổi gì, cửa gì so với con này cả. Đấy. Giá là 3 triệu rưỡi. Cái này các bác cứ lấy thì là giá 3 triệu rưỡi. Nhà em hỗ trợ hạ phát miễn phí luôn. Đấy. Còn nếu bác bọc bằng co thì tính thêm tiền bằng co. Đấy, các bác nào mà nhắm lên chỉ tầm 3 triệu rưỡi, 3 đồng rưỡi quay lại mà không phải hàng cũ, hàng lướt thì tốt nhất là chơi con này, cứ hàng mới mà dã. Còn bác nào mà kiếm được con hàng cũ tầm đấy mà anh em nào gọi là chơi thân với nhau, người ta vừa bán vừa cho hay là nó xước xước sâu sâu hơn bẩn nhưng phôi còn tốt đấy thì bác lựa chọn những dòng đấy, còn không mới thì chơi con này. Tiếp đến em có cây Ryobi Pro Target Supline 27425. Con này được coi như một trong những phân khúc hàng cao của Ryobi nhé. Chứ không phải là hàng tầm trung đâu, hàng cao đấy. Nhưng mà thực tế ra hãng Ryobi nó không được đình đám ở quốc tế như Shimano với Daiwa, nên anh em không biết đến nhiều nó. Đấy. Anh em nhìn cái trang bị dàn xích là đã biết rồi. Xích là xích bóng như trên những con Spin. Hoặc là trên những con Tournament của Daiwa nhé. Anh em nhìn xích này. Mỗi tội thì nó cũng thuộc phân khúc cao, nhưng hãng thiết kế của Ryobi thiết kế rất đẹp. Nhưng mà điểm trừ duy nhất của hãng này ấy là cái gì? Độ cứng rất tốt. Đó là định vị khoen. Định vị khoen nó làm nó rất là thiếu thẩm mỹ à. Nó làm giảm giá trị cây cần đi rất nhiều đây. Đây định vị của nó đây, anh em nhìn này. Rất đơn giản, vẫn chắc, vẫn khỏe, nhưng nó nhìn nó không đẹp như Shimano hay Daiwa đây anh em nhìn. Còn độ cứng của này thì không phải lăn tăn. Độ cứng của nó con này 27 thôi anh em nhé, 27 thôi, nhưng độ cứng bằng C của Shimano với Daiwa. Đấy, xoắn toàn thân. Dòng này thì không phải lăn tăn. Thiết kế thì rất đẹp từ đầu đến đuôi. Đấy. Đài chống lỗ đốt 1 của nó anh em nhìn nó đẹp không? Không đẹp thì hơi phí. Đây. Nhìn cái đốt thứ ba nó anh em này, cũng thiết kế đài chống lỗ đẹp không? Rất đẹp luôn. Mỗi tội điểm trừ nhất là những chỗ định vị khoen này. Đấy, nó làm cực kỳ đơn giản luôn anh em ạ. Nhưng mà định vị rất tốt. Mỗi tội là về thẩm mỹ thì không thể nào đẹp bằng Shimano với Daiwa được. Ông Daiwa thì ông làm chỗ này ông gồ lên xong ông làm vạch thẳng. Còn ông Shimano thì ông làm xoắn tít lừ rồi đấy. Đấy. Thế nhìn trông cái cần nó sang hơn hẳn. Nó nâng tầm giá trị cây cần. Đấy. Anh em thích nó bắt mắt mà. Đấy. Cây này là thuộc phân khúc cao này anh em nhìn này. Em nhìn là định vị dẫn hướng có hết luôn. Đấy. Định vị dẫn hướng anh em nhìn này. Dẫn hướng có hết luôn.
thậm chí nhiều trên nhiều cây tầm cao nhá, định vị dân hướng còn không có đấy. Đấy, tầm bộ 7 triệu nhiều cây còn không có cái định vị dân hướng, nói thật các bác ấy. Hãng nó còn ăn bớt cả cái đấy luôn, nó không cả thèm làm cho định vị dân hướng. Cây này thì trang bị đầy đủ hết mà giá thế này thành của phân khúc tầm trung luôn các bác. Đấy, nói thế để anh em hiểu đây này, cái chụp của nó còn khủng bố này, còn hầm hố hơn cả cái chụp của con Gamakatsu. Gamakatsu có những bản chụp nhìn trông rất hoành tráng nhưng mà so với lại của Ryubi này không có cửa gì cả. Đấy. Giá cái này thì quá ngon luôn, 3.700.000. Đấy. Bác nào cứ nhẹ nhàng tình cảm tầm nó 50 mét đổ lại cứ chơi con này. Đấy. 3.700.000. Tiếp tục bên này thì em có mẫu PowerCard 30 420G. Tất cả các mẫu cần này thì đều có định vị khoen hết anh em nhá. Con này PowerCard 30 420G của Daiwa nhá. Con này sản xuất tại Main Korea này, sản xuất tại Hàn Quốc này. Giá là 2.800.000 nhá. Độ cứng sét rút. Tất cả là đều có định vị khoen hết. Nên là bạn nào cần chi tiết thì alo em đỡ phải quay một cái video nó rất là nhiều cần. Còn tiếp đến này, em có cây PowerCard T30 425V nhá, độ cứng BX. Đấy. Cây này giá 5 triệu nhá, 5 triệu BX 425. Giá 5 triệu. Con này thì định vị khoen, định vị hướng đầy đủ hết luôn. Nó cũng thu phân khúc tầm cao, sắt cao đấy anh ạ. Cao và cả sắt cao luôn này. Gọi là cao đi chứ không phải sát cao đã. Đấy, tiếp đến em có cây Submitter EV405BX nha, sản xuất tại Manchile của Shimano chính hãng luôn. Cây này giá 4.500.000 nha, 4,5 triệu màu xanh nước biển. Đấy. Và tiếp đến em có cây cũng Submitter EV405 nhưng con này là CX cũng màu xanh nước biển, có xước nha. Đấy, có xước anh em nhỉ. Đấy. Giá là 3 triệu, giá 3 triệu anh em. Còn ở đây em có một cặp luôn. Đấy, Submitter EV450CX, 450CT này. Đấy, màu trắng pha xanh xám đi. Hai cây, một cây giá 3.700.000, một cây giá 3 triệu. Đấy, bạn nào thích thì alo cho em. Một cây còn rất đẹp, một cây thì có xước. Tiếp đến em có cây AeroCard SP425CX, hàng nội địa nhá. Hình thức thì đẹp tương đối, có xước nhá. Nội địa luôn. Đấy, giá là 3.400.000, giá 3.400.000. Đấy, độ cứng CX nhá. Tiếp đến em có cây Submitter FV425CX sản xuất tại Malaysia. Cây này còn rất đẹp. Giá 3.600.000, giá 3.600.000, độ cứng C nhé. Và cuối cùng là em có cây AeroCard 425CX, cũng hàng nội địa nhé. AeroCard 425CX. Giá cây này là 2 triệu nhé, giá 2 triệu, độ cứng C. Cây này thì không có định vị khoen thôi. Đấy, duy nhất cây này không có định vị khoen. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo em nhé, giá 2 triệu. Đấy, các bác cần mẫu nào thì alo cho em nhé. Cảm ơn các bác theo dõi video. Đây là hàng của bạn Minh Đức ở tỉnh Tuyên Quang. Đây vẫn là hàng của bạn Minh Đức ở Tuyên Quang. Tiếp theo là hàng của bạn Đỗ Minh Tuấn ở Hiệp Hòa, Bắc Giang. Còn đây là hàng của bạn Nguyễn Quốc Tuấn ở Trấn Yên, Yên Bái. Đây là hàng của bạn Minh Đức ở tỉnh Tuyên Quang. Đây vẫn là hàng của bạn Minh Đức ở Tuyên Quang. Tiếp theo là hàng của bạn Đỗ Minh Tuấn ở Hiệp Hòa, Bắc Giang. Còn đây là hàng của bạn Nguyễn Quốc Tuấn ở Trấn Yên, Yên Bái.
Đây là hàng của bạn Dương Văn Phong ở Yên Thế, Bắc Giang. Tiếp theo là hàng của bạn Giáp Văn Long ở Long Xuyên, An Giang. Còn đây là hàng của anh Tiến ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Tiếp theo là hàng của bạn Vũ Ngọc Minh ở tỉnh Hà Giang. Còn đây là hàng của bạn Hoàng Việt Hùng ở Yên Châu, Sơn La. Tiếp theo là hàng của bạn Nguyễn Quang Huy, Lạng Giang, Bắc Giang. Đây là hàng của bạn Nguyễn Hữu Đại ở huyện Ea Kra, tỉnh Đắk Lắk, 15kg màu rủ. Đây là hàng của bạn Nguyễn Xuân Quỳnh ở Kỳ Sơn, Nghệ An. Tiếp theo là của bạn Nguyễn Thanh Xuân, Đống Đa, Hà Nội. Còn đây là hàng của bạn Phạm Anh Tuấn, Cầu Giấy, Hà Nội.